Xin chào các bạn đến với kênh Huy Ma Bangkok. Hôm nay là Giáng sinh thì hôm nay là sức khỏe đã ổn định hơn chút khi mà được trăm qua, cho nên là bây giờ Huy sẽ kể một câu chuyện. Đợt vừa rồi là trăm qua thì Huy không quán quay gì với trăm, mà trăm cũng không quán quay gì với Huy như đợt trước, nhưng mà tình bạn và mọi thứ nó dạng như là nó cũng hiểu nhau hơn, thắng thiết hơn dù không qua. Nhưng mà hôm nay Huy sẽ kể cho mọi người những cái kỷ niệm vừa rồi cùng trăm tại Quảng Trọng, tại Bangkok nha. Tại vì quán cà phê đang say cà phê cho nên là hơi ồn một chút, mọi người hãy chờ một chút để vào câu chuyện Hồ Bích Trâm và anh Quảng Trọng tại Bangkok được vừa rồi cùng những kỷ niệm vui. Bây giờ quán cà phê đã yên lặng rồi, Huy có không gian kể cho mọi người câu chuyện. Thì bắt đầu vào là gặp Trump thì nói chung là lâu ngày, cho dù gia đình hay là ai cũng vậy, gặp lại sẽ có một chút ngại ngùng. Chờ chút nha mọi người, cái anh đang nói chuyện điện thoại. Rồi cái anh bán cà phê mới nói chuyện xong thì Huy kể tiếp là mới đầu gặp thì ngại, xong đó thì cũng nói chuyện với nhau vui lại, thân lại chút. Thì nói chung là cũng trải qua mấy ngày với nhau mọi người thì tôi cũng rất là vui và cũng rất là thoải mái khi mà không có quay YouTube nhưng mà có thời gian bên nhau. Đợt vừa rồi là Huy cũng yếu, nói chuyện bị đau và Trâm thì cũng bị ho, và chỉ có anh Trọng là khỏe. Nhưng mà nói chung là rất là vui á mọi người, tại vì Huy gặp là gặp Trâm là dạng như là để Trâm qua bên đây thì mình gặp để mình trả ơn là chính, tại vì hồi xưa là Trâm giới thiệu YouTube của Huy. Mà lúc đó là giới thiệu Huy tới mọi người thì Huy mang ơn Trâm và Huy gặp lại là chủ yếu là để trả ơn. Nhưng mà cuối cùng là bà Trâm đã không cho tôi trả ơn. Mọi người ơi, anh còn nợ em Hồ Bích Trâm không? Nói ra là nói chung là kỷ niệm với nhau là rất là nhiều và vui. Nói chung là rất là vui á mọi người, không có quay nhưng mà vui hơn rất là nhiều ngày xưa. Và nói chung là cũng có tâm sự với nhau này nọ, dẫn Trâm đi mua đồ rồi này nọ cũng, rồi anh Trọng thì cũng cũng có đi theo, và anh Trọng cũng có khen Huy là Huy biết mấy cái chỗ ngon này nọ mỗi khi mà dẫn đi đâu được á. Nhưng mà cũng có lúc là Huy dẫn bị trễ hoặc là bị sai hoặc là gì đó là cũng có nha mọi người. Và nói chung là cũng dẫn Trâm đi mua đồ về, cái tiền thuế mình lấy lại được, nhưng mà cuối cùng ra sân bay trễ và vô lại thì không có lấy được cái tiền thuế VAT đi ra nước ngoài mà mua sắm. Cho nên là mọi người nhớ vào kênh YouTube của Hồ Bích Trâm ủng hộ cho bạn của mình nha, để xem để cho ông lấy lại cái tiền thuế đó quên lấy. Trâm hỏi qua cái đợt sau thì có lấy được không, mà tôi nghĩ là chắc không được, mà bữa giờ cũng chưa có hỏi. Nhưng mà khi mà ra khỏi nước rồi thì cái thuế đó là người là chắc cũng không có được, phải đi mua sắm cái đợt tháng. Nhưng mà nói chung là Huy hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho những cái mặt hàng của Trâm. Trâm để làm cho Huy một cái bản đồ và Huy cũng chưa có sức review từ bữa đó tới giờ, là cũng đã về cũng lâu rồi mà chưa có sức. Bây giờ cũng Huy cũng mức khỏe hơn một chút rồi đó mọi người, Huy mới kể câu chuyện hôm nay. Và nói là Huy vẫn còn nợ Trâm là tại vì nói chung là cà phê say ồn mới, lát nữa Huy kể tiếp nha mọi người. Rồi quán cà phê đã im lặng tiếp, anh không có say cà phê nữa, Huy kể tiếp. Thì Huy còn nợ Trâm là ý là giống như là Trâm cũng dạng như là Huy dẫn Trâm này nọ đi chơi thì Huy dạng như cũng có tâm sự một số điều là Trâm lúc mà quay quay một
chút ở trên kênh của Trâm, mà Trâm chưa có up bằng quá, với lại ý là cũng có lúc Trâm giới thiệu là ai mà tới Thái Lan chơi là có gì á liên hệ Huy, xong Huy lúc đó Huy quay nó đừng 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 Huy không phải hướng dẫn viên này nọ này nọ rồi rồi, xong rồi lúc sau là Huy có nói với Trâm là tại vì cái này là nghề này nọ, thì Huy gặp Trâm là do Huy mang ơn của Trâm chú hổ dẫn đi chơi, thường thường là hướng dẫn viên là $100 một ngày. Nói chung là mình nói là ý là mình để cho nói là cái tình của mình dành cho Trâm chứ không phải là để mình lấy làm một cái gì, tại vì Huy đi chơi với Trâm hoặc là dẫn đi là Huy không có phải là một cái người mang cái trọng trách nhiệm vụ việc làm để được làm một cái gì đó, cho nên đôi khi Huy còn vô tới khách sạn mà Huy bơi này nọ chứ, hoặc là Huy trễ một số lúc Huy cũng trễ, hoặc là dẫn đường cũng sai cũng có, nhưng mà nói chung là không phải là để có cái trọng trách làm việc đó. Mà Trâm cũng gỡ cho Huy khi mà về, Trâm cũng gửi cho Huy một số một ít lúa mà Huy tưởng là chỉ lấy lại những cái tiền Huy trả tiền thuốc này nọ hay là tiền này nọ rồi thôi, Huy nói tiền taxi này nọ rồi Huy trả, Huy lấy lại đúng cái tiền đó thôi, không chứ không có ấy, cái đưa cũng không có đưa ít đó mọi người, dạng như đưa cũng không có, dạng như cũng không có quá mức như mọi người tưởng tượng, nhưng mà ý là cũng không có đưa ít, làm nước mắt Huy rớt ra quá trời lúc mà Huy ra sân bay á, tại vì Huy vẫn cảm thấy Huy vẫn còn mang nợ bạn mình, tại vì nếu không có Huy thì Huy Trâm cũng có những cái người khác ủng hộ, những người khác nhưng mà gặp những người khác dẫn đi, nhưng mà nói chung là Trâm cũng ủng hộ Huy cái công sức Huy dẫn đi, cho nên Huy thấy Huy vẫn còn nợ Trâm. Tại vì thiệt ra khi mà hồi xưa là Trâm giới thiệu kênh của Huy thì Trâm lúc đó cũng có nói là không phải ai muốn được đâu nha, một cái lần xe như vậy là được phải làm mấy bao nhiêu tiền, Trâm có nói vậy đó, ý là nói vậy để cho biết mình là Trâm có lòng tốt với mình, cho phục mình không có nghĩ là gì hết, nhưng mà mình vẫn mang ơn là mình sẽ này nọ để mình trả lại, nhưng mà không, đợt này Trâm qua Trâm vẫn gửi cho Huy một chút này nọ công sức Huy đi tới đi lui rồi, cho nên là Huy khóc quá trời lúc mà đi về, Huy khóc tại vì Huy vẫn còn mang nợ Hồ Bích Trâm về cái ơn, cho nên là đây là một cái clip mà Huy muốn nói lời cảm ơn cho đến với những cái người mà Trâm đã từng giới thiệu mà vẫn còn theo dõi Huy, để cho mọi người biết là mọi người có thể hãy vì Huy mà có thể vào Hồ Bích Trâm Heo hoặc là Hồ Bích Trâm Shop, Hồ Bích Trâm Heo ở trên có những cái sản phẩm đợt này mới, và những cái sản phẩm nách đồ làm trắng nách, đồ mặt nạ và nhiều thứ lắm. Lát nữa Huy về Huy sẽ mua cho mọi người thêm. Thiệt ra trong cái bộ phim ngắn thì Huy cũng có giới thiệu những cái sản phẩm của bạn mình rồi, nhưng mà nói chung là mọi người nếu mà ai mà thương Huy thì có thể ủng hộ mua hàng của Hồ Bích Trâm cho đợt này nha, tại vì mình vẫn còn nợ ơn Hồ Bích Trâm và anh Quang Trọng. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều mưa. Nói chung trong cuộc sống không phải là tình yêu là một cái điều mà đẹp nhất, đối với Huy tình bạn nó cũng rất là nhiều cái kỷ niệm để lại cho mình, mà không phải cái tình bạn thân hoặc là gì đó, nói chung là có những cái tình bạn nó ở một cái mức độ vừa phải, nhưng mà nó cũng để lại cho Huy những cái kỷ niệm ở nơi đất khách quê người một mình. Và Huy nói chung là cảm ơn Hồ Bích Trâm rất là nhiều trong cái clip này, và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Trâm những cái clip trên kênh YouTube của Trâm và những cái sản phẩm của Hồ Bích Trâm. Đó, Huy chỉ không có kể nhiều về những cái kỷ niệm gặp nhau, tại vì đôi khi mình kể ra thì mình cũng muốn mọi người nghe, nhưng mà nói chung là thôi, đợt này cho Huy giữ trong lòng nhé. Và Huy đã kể xong câu chuyện đến với mọi người rồi, chào tạm biệt mọi người tại đây. Yeah, từ ngày Hồ Bích Trâm ở Thái Lan tới giờ thì Huy mới có thời gian để mà review cái bạch đồ đây nè. Cái bịch đồ Trâm để lại cho Huy đây thì Huy để những cái món
đó bữa giờ ở đây Huy chưa có dọn luôn hộp rồi này nọ, Huy chưa có vứt, để hôm nay Huy mới có dịp để review cho mọi người những cái món Trâm để lại cho Huy để xài như cả nha. Thì hôm nay là trong cái lúc mà đang review thì để từ lúc mà Trâm về tới giờ cũng lâu rồi, cho nên là cái ngày hôm nay là cái ngày thôi nôi của Kaka và Mùi Mùi. Trâm đang ở nhà thôi nôi của Kaka và Mùi Mùi, thì Huy cũng sẵn tiện đây. Những cái bạn mà có theo dõi Trâm với anh Quang thì cũng có một số người thì tới tận thời điểm bây giờ như mấy cô Miên, cô Khuyên, cô mấy cô lớn tuổi hay coi Trâm và anh Quang thì cũng vẫn có coi Huy, thì Huy sẵn tiện đây cô cùng với mấy cô là chúc mừng cho Kaka Mùi Mùi một cái mùa thôi nôi, một cái ngày thôi nôi thật là ấm áp, và chúc cho các con sẽ có một cái tương lai tươi sáng nha và hạnh phúc hơn nha mỗi ngày nha mấy con. Thì bây giờ bắt đầu review thì hôm bữa thì Huy đăng cái livestream mà Huy phụ Trâm ở trên YouTube của Huy, thì mấy cô nói là vô TikTok của Huy á để nhắn cho Huy là nó sao nhắn cho Trâm mà không được, thì mấy cô hỏi là muốn mua mặt nạ vàng collagen luxury gold này, Vivae Vivae Lashes Comfort Gold Exchange Anti Crinkle, cái này Anti Crinkle là rồi bữa Huy á Huy đi quay bữa nay có những lúc Huy không có dám để cái hồi xưa nha, lúc mà mới làm YouTube là Huy không bao giờ chỉnh gì hết mọi người, nhưng mà giờ có những lúc Huy ngủ không đủ mệt như bây giờ nè, nhưng bây giờ là không dùng gì hết nè, là cái mặt nó còn đỡ là do Huy ngủ đủ sau một ngày mệt quá. Huy có nhiều lúc Huy không ngủ được nhưng mà nó mệt quá nó cũng ngủ đủ, nó cũng ngủ được, cho nên là cái mặt Huy bây giờ nó không có nhăn. Những cái lúc mà Huy cái mặt nhăn á, bữa Huy đang quay cười lên như nè, trời ơi cười mà trời ơi, nó nhăn mà cười tự nhiên thì nó nhăn dữ lắm mọi người, hết hồn luôn, cho nên là có những lúc nó phải dùng filter và chỉnh, ý là chỉnh cái da là cho nó bớt nhăn á mọi người, nhưng mà bữa nay thì không có chỉnh nha, là do hơi ngủ đủ. Cái này có cô cũng hỏi là sao mua không được, thì bên của bên Trâm khác Anh Đoàn, khác Anh Đoàn là bên Thanh Đoàn thì thường thường là chốt đơn ở số điện thoại, hồi Huy like cho anh Quang và Đoàn thì mọi người biết là số điện thoại dán ở đây, là có những cái người cũng giả mạo thì không phải số điện thoại gọi, thì đó mọi người đừng có mà mua ở trên trang không đúng của Đoàn với là của Trâm. Trâm thì khác Đoàn là không phải số điện thoại mà chốt đơn trên Facebook nha cả nhà, trên inbox của Facebook thì mọi người vào Hồ Bích Trâm, mọi người thấy cái hiện cái tích xanh hoặc là Hồ Bích Trâm phải chữ S xong rồi house, chữ nhà tiếng Anh đó mọi người, Hồ Bích Trâm house với là Hồ Bích Trâm, nói chung mọi người cứ bấm ra thì mọi người sẽ thấy livestream này nọ, mọi người cũng nên phân biệt đâu là thiệt là giả, là thấy cái trực tiếp nào đó hoặc là cái tích xanh hoặc là chữ house hoặc là nhiều người á, nhiều người theo dõi mới đúng đó. Cái cô đó còn hỏi mua không được thì Huy dặn là của bên Trâm á, thì mua là nhớ mọi người mới nhớ là inbox trên Facebook nha, chứ không có cần số điện thoại, còn bên Đoàn mới là số điện thoại. Thì đây là mặt nạ vàng 24K của cô đó còn hỏi Huy, thì trong đây á, Huy đọc là có anti crinkle là cái nếp nhăn này, mà cái này rất là rẻ luôn mọi người, một chai bự đi không biết dùng bao nhiêu lâu nè, trời ơi, ngoài dùng cho mặt thì dùng cho không biết dùng bao lâu mới hết luôn, cho nên là dùng cho mặt mà nhiều khi thấy thèm thèm, có dùng cho da được luôn này, nó dùng những cái chỗ như cùi chỏ này, mà thiệt ra nói cùi chỏ thì dùng cái thâm nách của Trâm này là dùng cho cùi chỏ được luôn, mấy cái chỗ bẹn háng nách cùi chỏ nó thâm dễ thâm thì dùng cái này được luôn. Mà cái này của Trâm á là hồi bữa Huy thấy trong bịch là có cả cái tuyết dài này nữa, cái tuyết dài đó thiệt ra mới đâu là cái tuyết tuyết dài hay sao đó. Sau này mới làm cái tuyết này hay là mới đầu làm tuyết này nhưng mà bị giả mạo, bị trang giả mạo lấy bán con mắt hơn, cho nên Trâm mới làm tuyết dài, chứ thiệt ra mới đâu là cái tuyết này nè, cũng có kiểu Hồ Bích Trâm luôn nè đó. Cái này là Putin Mew nhân 3 luôn nha, cái này là để thâm nách, trị thâm nách và ngoài ra còn hôi nách rồi nữa, là dạng như sáng nách lên các chị em mà bữa là Huy cạo nách là
cái mấy cái ngày đầu Huy tính review mà Huy đuối quá hay không review nổi, cho nên là Huy cạo lông nách từ mấy cái ngày đó, bây giờ nó đã mọc ra, nhưng mà thiệt ra nó cũng chưa mọc ra gì dữ lắm. Khi mà mình mọc ra lại á là nó sẽ dễ bị cái đốm đen 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 như này mọi người, đốm đen 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 là, và cái nách bị thâm. Những ai bị thâm thì xức cái kem này này đó, cái kem này ở trong cái hộp này của Trâm này đó, nó rất là đông đặc này mọi người thấy không, nó đông đặc này nè, thì sức vàng nó sẽ có cái arbutin và nó có cả collagen và nó làm sáng vùng nách của mình không bị thâm. Nó không bữa hơi cạo lông nách để hơi review cho Trâm, bây giờ nó mọc ra lại mà cũng chưa thấy là do hơi xài của Trâm, nó nhìn nó cái da nó y như cái da mặt, là do cái này này mua mày mua một được tặng hai luôn, trời ơi nó rẻ, mua một tặng hai đây mọi người thấy không. Vùng nách của Huy á, Huy từ ngày Trâm về là tới giờ là cả nửa tháng cả tuần rồi á, mà hơn luôn á mọi người. Mà nách Huy cạo mà giờ mọc ra nó cũng không bị thâm mọi người thấy không, đó không có bị thâm, nó chỉ mọc ra chút xíu chứ nó không có bị cái vết này, giờ hơi sức của Trâm này. Ngoài ra nói chung là cái này là giờ Trâm có dạng tuyết nha, mà nói chung là mua hai tặng một, thì một cái hộp tròn với hai cái hộp lớn, hai cái hộp tuyết đó cũng tuyết đó 15g luôn mà nó dài vậy, còn không là cái tuyết này nó cũng y chang vậy mà nó khác cái bao bì thôi, do Trâm bị giả nên Trâm làm thành cái đó. Huy đã xức cái này, và ngoài ra mọi người có thể xức cái này ở trên đầu gối hoặc là những cái chỗ vùng dễ bị thâm sạm cũng được luôn nha cả nhà, đầu gối háng cùi chỏ rồi đó, cũng nó có collagen với arbutin nè. Rồi ngoài ra Trâm còn để lại cho Huy khăn giấy Trâm bán này, mấy cái này là Trâm like TikTok đó được về, mọi người thấy không đó, những cái bởi giờ Huy để Huy chưa có bức luôn, tại vì mấy cái hộp này Huy nói để cho mọi người biết mấy cái đồ của Trâm bán này được tặng này, khẩu trang mà mua được tặng 6A với lại 6D tùy rồi. Mọi người mua rất là rẻ luôn, ship miễn ship luôn đó mọi người. Mọi người lên trên Hồ Bích Trâm Heo coi nha, để giá cho nó hết luôn, giá cả rất là vừa phải chăng. Đây là 6A, 6A thì nó khác 6D nha. Này đây là 6A nè. Mà mọi người nhớ nha, khi mà giật ra thì người ta cái làm mới, cho nên là giật cái này nó dễ rách lắm, dễ đứt cái cọng ra, mọi người nhớ đừng có cầm cái chỗ này nha. Mọi người cầm ở trong cái tờ giấy đó, xé nó vậy nha, đừng có cầm như này, cầm như là giống như này là sẽ bị đứt. Để Huy làm cho mọi người thì nè, như này thì cái này là do nó chắc nó không đứt, cho nên là nhiều khi nó đứt đó, cho nên là nhớ giật ở trong đây nha. Cái này là 6A mà nó ôm sát mặt luôn này mọi người thấy không, nhưng mà nó lại dài lên đây là che nắng được luôn cả phần này. Cái này là 6A với là 6D là được tặng thêm gì á, mua mọi người mua cái gói này nó là được tặng, xong rồi có nhiều màu lắm mọi người, khẩu trang có nhiều màu lắm. Cái này là 6A, còn cái này là 6D đâu ta, cái này 6D hay 6A đó, thấy không mọi người, cầm cái này là nó bị đứt, cho nên là mọi người nhớ nha, nhớ lại cầm chỗ đây hơi chỉ đó. Cầm ở trong đây nè, kéo ra nha cả nhà, vậy này đó, nó ôm sát mặt luôn nè. Cái này thì nó dài hơn, cái này là 6A, 6A thì nó dài hơn chút, 6A này mọi người đó. Cái này 6D, cái này là PG Max, còn cái này nó dài hơn chút nha, đó nó dài hơn chút này nè, mà cái này nó cũng đẹp đó, cái này nó cũng ôm sát mặt mình hết, thấy không mọi người đó, nói chung vậy nha. Đó là nhà Trâm để lại, giờ Huy mới review xong, Huy mới được giật mấy cái hộp này. 6D này thành phần 4 lớp vải SF và một lớp giấy kháng khuẩn thanh nẹp mũi và dây đeo nè, nói chung nó rất là chất lượng nha cả nhà. Ngoài ra là Huy sử dụng mặt nạ díp cá nè, là cái mà Huy mê nhất của Trâm, với làm xịt khoáng gạo, mà đợt này Trâm không đem xịt khoáng gạo qua, mọi người nhớ mua xịt khoáng gạo của Trâm để được refresh cái mặt và có những cái thành phần. Còn ngoài ra mặt này giúp cá là dưỡng da, cấp ẩm, làm mềm mịn da, kháng khuẩn và ngừa mụn mưa mụn nha cả nhà. Đây, giúp da mềm mịn trắng sáng và giúp ngừa mụn, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da đó. Huy là Huy để trong tủ lạnh nè mọi người, tủ lạnh của Huy là để cho nó mát
là bét cái này xong mình đắp lên này. Này mọi người có hơi đắp lên nha. Hơi rất là mê cái này, đắp xong là cái mặt như là con của Trâm luôn, cái nó mềm, nó kháng khuẩn, nó mịn cái da. Nó có giống như giúp cá nó có râu quá mọi người. Nó mát nữa, để nó mịn nè, cái chất kem này nó mịn nè, thấy không? Nè nó mịn nè, đó. Nhớ đắp xuống cổ luôn nha, da cổ căng khó lắm. Đó mọi người thấy đã không, cho nó mịn chỗ này, kem nó mịn, nó ăn vô trong ấy nó kháng khuẩn, nó ngừa mụn được luôn. Giúp cá là cái rau mà nhiều người ăn không được là do nó tanh tanh đó, chứ mà hồi thích ăn cái rau đó lắm. Cuốn bánh tráng còn ngon hết sạch. Cái rau đó nhiều chất dinh dưỡng lắm á mọi người. Thì ngoài ra Trâm còn để cho Huy cái hộp collagen glutathione plus burn tomato nhập khẩu nè, cà chua. Nói chung trong đây có 20 gói. Trâm hồi mấy bữa là Huy làm đông xương á, 3 lớp á mọi người. Là làm từ cái này nè, collagen nè, ISO 22000 thực phẩm bảo vệ sức khỏe collagen, cái này là lũ với lại collagen peptide 3000 chiết xuất lũ nè, bột xăm tố nữ chiết xuất bưởi, chiết xuất táo xanh, chiết xuất lô hội, vitamin E, bột cà chua trắng, serapron hyaluronic, biotin phụ liệu, chất tạo hóa tổng hợp, chất điều chỉnh độ axit, chất bảo quản, chất nhũ hóa, hương liệu tổng hợp, công dụng hỗ trợ oxy hóa, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, tăng đàn hồi cho da, giúp làm sáng đẹp và hỗ trợ các triệu chứng khô da, nhăn da và nám da. Đối tượng sử dụng: người muốn chống oxy hóa, người thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố có hại da như tia UV, có nhu cầu chăm sóc da và làm sáng đẹp da, lắc đều trước khi sử dụng. Phụ nữ trưởng thành uống một gói 20ml một lần 2 ngày, trên một ngày uống 2 lần. Và cái này là collagen nha cả nhà. Ngoài ra thì Trâm còn có bộ trị nám, Huy không có nám cho nên Huy không có dùng, nhưng mà nói chung á, để tư vấn về nám thì nó sẽ có bên Trâm sẽ có mọi người, khi mà Trâm trực tiếp mọi người ghi tư vấn gì á, sẽ nám da là sẽ có người peel da, tư vấn peel da chứ. Trâm có bộ nám riêng rồi, có bộ peel da nữa. Nói chung là mọi người sẽ liên hệ nha. Còn đây là sữa rửa mặt có saffron cleanser anti acne, chống lại mụn này đó, sữa rửa mặt của Trâm. Còn ngoài ra là Trâm bữa nay Trâm có bán khô bò. Huy tính là quay để ăn, nhưng mà từ cái ngày Trâm về tới giờ là làm cũng lâu, nhưng mà thiệt ra cái ngày đầu là Huy đã ăn hết cái bịch này rồi. Tại vì cái ngày đầu là Huy ngồi coi chương trình chị đẹp đạp gió để sống á, ngồi Huy ăn ngon quá, Huy ăn hết luôn. Cho nên là ai mà muốn thèm ăn khô bò giống như Huy này, ba thức food đặc sản Tây Nguyên, như là Trâm thì Trâm ở bên Trâm ở trên hình như nhà Trâm là ở trên Buôn Ma Thuột này nọ hay sao á, cho nên là ủa mấy Trâm là Quảng Ngãi mà sao mấy bữa thấy Trâm cũng hay đi lên núi ta. Nói chung là cho nên là chắc là nhà Trâm ở trên núi nữa, thấy Trâm đi lên núi rồi nữa, cho nên là cái khô bò này Trâm cũng rành và Trâm nhập là biết rành nè, Huy ăn rất là ngon luôn, và có cái túi zip Huy ăn hết trong vòng tích tắc, cho nên là hôm nay không có review được cho cả nhà là ăn ngon như thế nào. Mà thật ra trong cái livestream Huy up trên YouTube là mọi người cũng đã thấy là Huy ăn cái này rất là ngon rồi, và mọi người có thể mua khô bò với cái giá 200g một cái phần này, còn mua ký thì sẽ được khuyến mãi lợi hơn. Nhưng mà ăn thử, mọi người ăn thử để biết, thì mua 200g liên hệ Hồ Bích Trâm hoặc Hồ Bích Trâm Heo. Ngoài ra Trâm còn hết rồi, ngoài ra Trâm còn để lại cái hộp kem đánh răng của Trâm hay bán. Đợt vừa rồi Huy về Huy cũng có livestream những cái mặt hàng như thế này, thì mọi người có thể theo dõi lại nha. Và Huy hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Trâm và những cái sản phẩm mới sắp tới, cũng như là những cái sản phẩm đã
rất là giá cả phải chăng và rất là uy tín của Hồ Bích Trâm sản xuất rồi. Và Huy chào tạm biệt mọi người tại đây nha.